mùng 7 tây tháng 4. Giờ tôi đang có mặt ở ga Kogane để chuẩn bị đi ngắm hoa anh đạo ở cái ga này. Vùng Kogane này là một cái vùng ngoại ô nằm ở phía tây của Tokyo này, tây Shinjuku nữa. Cho nên phải nói là không khí ở đây rất là yên tĩnh, mọi người như kiểu vùng thôn quê vậy. Mặc dù đây là một rìa ngoại ô Tokyo, một không khí rất là hứng thú. Với vùng trung tâm như là công viên Ueno, Shinjuku thì cái vùng Kogonai này nó khá là yên tĩnh, giúp chúng ta có thể thưởng thức ngắm hoa anh đào theo một cái cách rất là nhẹ nhàng, chậm rãi, không quá vội vàng như ở Ueno kia. Đấy, có rất nhiều người, quá là đông đúc. Đây công nhận nó rất là yên tĩnh, vắng vẻ. Phía bên tay trái của tôi đây thì nó có một cái bãi cỏ cho bọn trẻ con chơi với nhau, thả diều, đi xe đạp, biết các thứ cũng rất là thú vị. Còn lại cái chỗ vùng tôi sống ấy, không có một cái bãi cỏ nào nó to đẹp như cái bãi cỏ này, nhìn trông rất là hứng thú ở đây. Công viên này thì nó còn phục vụ chơi miễn phí trượt cỏ này cho mấy em học sinh trò nhỏ ở đây chơi nữa, cũng rất là thú vị. Đi ngắm hoa với công viên nó bé bé và nó yên tĩnh như thế này thì cũng rất là thú vị. Tôi cảm thấy cuộc sống nó rất là yên bình, không có một cái gì cũng quá là sống động, nó sôi nổi quá, cuộc sống cái gì nó sống chậm lại vậy, rất là thú vị. Cái công viên này chính ra như này lại hay, gió rõ là mát, yên tĩnh, có thể ngồi thoải mái một mình suy nghĩ về cuộc sống ở bên Nhật nó như thế nào, rất là hay ho, thú vị. Không phải giống như mấy cái chỗ kia mình hơi đông người, mình chẳng suy nghĩ được gì nhiều, toàn đi quay phim ngắm cảnh là chính.
cạnh công viên này thì đây nó có một cái bảo tàng về kiến trúc ngoài trời của Tokyo nữa. Rất là thú vị. Để vào xem trong ấy có những cái gì. Trước của cái cổng bảo tàng Edo này thì đây nó có một cái vườn hoa chuyên về cây anh đào rồi. Nhìn là vô cùng bất ngờ. Không ngờ rồi là cái chỗ này nó có một cái vườn cây nhìn trông nó bát ngát và nhìn trông nó đẹp như này. Trông phong cảnh rất là nên thơ chữ tình, có rất nhiều mọi người ở đây mới là bắt đầu nhiều mọi người đứng chạy bán ra vừa ăn uống vừa ngắm hoa anh đào ở đây. Tôi vừa mới vào mua vé hết 320 yên, đây là vé cho học sinh mới được. May là mình là lưu học sinh nên được này. Vào trong bảo tàng cũng rất là đẹp.